Quý vị và các bạn thân mến, trong những giọng ca cải lương nổi tiếng từ thập niên 70 của thế kỷ 20, nghệ sĩ ưu tú Thanh Kim Huệ là một trong những giọng ca vàng vượt thời gian đã in sâu vào lòng khán thính giả. Ngoài những vai diễn đã để lại ấn tượng cho bà con các vùng miền, thì gia tài hàng chục bài ca lẻ bà đã thu thanh và được lưu giữ trong kho băng tư liệu của Đài Tiếng Nói Việt Nam suốt mấy chục năm qua cũng đã góp phần đưa giọng hát của nghệ sĩ ưu tú Thanh Kim Huệ đến với khán thính giả gần xa. Anh ba ơi, anh đừng khen em quá mà má em bà rầy bà quơ. Gặp anh đây giữa đường giữa ngõ, anh hỏi mà không nói thì sợ anh bảo con nhỏ hay làm le. Còn ở đây nói với anh ba cho hết tình hết nghĩa thì chắc em phải trở vô nấu bữa cơm chiều. Vâng, thưa quý vị, với câu hát vừa rồi, chắc hẳn rất nhiều quý vị khán thính giả yêu thích nghệ thuật ca cải lương không còn xa lạ với tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Thanh Kim Huệ với một câu ca trong bài Cô gái tưới đậu của soạn giả Trần Nam Dân. Thưa quý vị, nghệ sĩ ưu tú Thanh Kim Huệ tên thật là Bùi Thị Huệ, sinh năm 1955 tại thành phố Hồ Chí Minh. Gia đình bà không ai theo nghiệp hát, nhưng do ba mẹ chuyên cho các gánh hát thuê âm thanh, nên cứ mỗi đêm bé út Huệ lại lẽo đẽo theo cha mẹ vào rạp. Những đêm như thế, cô bé nhỏ xíu, gầy gò, mới 7-8 tuổi đã biết chạy quanh, lúc chỗ giản loa, lúc chỗ chỉnh âm thanh, và tiếng đàn ca cứ chấp chới trong đầu. Vậy mà tự nhiên thấm, rồi cô bé cứ ngồi im, mê mẩn ngắm ông chúa, bà hoàng trên sân khấu, rồi lầm nhầm hát theo hồi nào không hay. Nghệ sĩ ưu tú Thanh Kim Huệ chia sẻ. Thanh Huệ thì từ nhỏ đã đi theo cái nghề hát. Hồi còn nhỏ đó thì bố mẹ cho thuê âm thanh. Rồi thì đêm đêm ba cũng dẫn đi theo vào trong đoàn. Thì ngồi bên cánh gà để xem hát. Thì nhưng mà hồi xưa thì Thanh Huệ không nghĩ là mình sẽ là nghệ sĩ. Hồi xưa thì mơ làm bác sĩ hơn cơ. Nhưng mà duyên nợ dung rủi sau thì mình đã bước vào cái nghề này và cảm thấy đam mê. Hồi đó là mình còn bé thì là lúc đó là phong trào là chị Lệ Thủy và chị Mỹ Châu là hai ngôi sao vừa mới nổi. Nên là mình rất là thích và học theo cái cách ca của hai chị đó. Thì hồi xưa người ta có bán những cái cuốn bài ca nhỏ nhỏ thì Thanh Huệ không có biết ca gì hết, cứ mua về xong mở ra cái chờ tới cái giờ mà đài phát thanh phát cái bài đó thì mình học theo, kiểu như là học lốm vậy mà. Rồi lần lần thì bước theo nghề, từ đó mới cảm thấy là yêu thích cái nghề này. Thì Thanh Huệ đi theo nghề lúc còn bé, khoảng chừng chưa tới 10 tuổi thì chú này là chú làm một kép chính, thì chú tên là nghệ sĩ Hoàng Siêu. Chú ca rất là hay, diễn rất là tốt. Thì chú thấy chú cưng, chú nói là chú cưng con quá nhưng mà con không có biết ca, không có nhịp nhàng hết thì không được. Rồi chú sẽ nhờ một ông đờn dạy cho con. Đó, cái thì chú nhờ ông đờn trong đoàn đó, ông dạy nhịp cho Thanh Huệ. Thì từ đó thì Thanh Huệ mới biết nhịp. Nạp mơ gian đời em tựa thân cây dừa giang sông lạnh để đau hàng mai tóc trắng ngang vai em chưa biết cài xuống xe em chưa biết niềm sầu mong đau thương.
đáp lại má hồng hãi hối song thân em đây chỉ bán cho anh đi đèn hồng. Khi thanh bình trở lại em vội mang đèn ra thanh dừa thuở trước mỗi khi hoa xuân lá lướt tươi cười. Chúng ta vừa nghe trích đoạn bài Cô bán đèn hoa giấy hồng, lời của soạn giả Viễn Châu với tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Thanh Kim Huệ. Thưa quý vị, năm 12 tuổi, bé Huệ theo cha mẹ ở đoàn hát Hằng Xuân An Khương của ông bầu Sáu Đặng, một gánh hát bậc trung mới thành lập năm 1967. Ông bầu Sáu Đặng nguyên là nhạc sĩ cổ nhạc đoàn Thanh Minh Thanh Nga, lập gánh hát để tạo cơ hội phát triển cho hai đứa con của ông là nữ nghệ sĩ trẻ Hằng Xuân và bé An Khương. Cô bé Huệ được cho ca vọng cổ ngoài màn trước giờ hát, và giọng hát của bé Huệ 12 tuổi đã được các ký giả kịch trường và khán giả khen ngợi và tiên đoán có nhiều triển vọng trở thành một danh ca. Nhưng sau đó, đoàn hát đã tan rã, và từ đoàn hát ban đầu đó thì cô bé Huệ đã đi qua các đoàn Dạ Minh Châu, Hoa Phượng, và sự nghiệp của nghệ sĩ Thanh Kim Huệ bắt đầu khởi sắc hơn khi cô về đoàn Kim Trung, được nâng lên đào nhì, đào ba. Lúc đó cô mới 13-14 tuổi. Trong đoàn có rất nhiều tài danh như các nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy, Minh Phương, Thanh Tuấn, các nghệ sĩ Mỹ Châu, Diệu Hiền, Minh Phụng, Trí Tâm, vân vân. Nghệ sĩ ưu tú Thanh Kim Huệ nhớ lại. Thanh Kim Huệ được giới thiệu, ba của nghệ sĩ Thanh Điền là ông xã mình đó, giới thiệu Thanh Huệ về đoàn Kim Trung. Trước đó thì cũng có tới thử hơi, thì các anh em trong đoàn cũng nói là con bé này nó ca tốt, vậy thì để giới thiệu nó vào đoàn. Thì vào đoàn Kim Trung thì Thanh Huệ được nhận, cũng đóng những vai đầu ba. Sau đó thì được một người ơn nữa là soạn giả Loan Thảo, lúc đó là giám đốc kỹ thuật của hãng đĩa Việt Nam do cô Sáu Liên làm chủ. Thì Thanh Huệ bắt đầu từ đó nên mới được thu đĩa. Thu cái đĩa đầu tiên của Thanh Huệ là cái bài Yêu Lầm. Thì lúc đó thì cái giọng còn non lắm, nhưng mà mình tự tìm ra những cái cách luyến lái, bởi vì trước đó mình đã học theo cách của chị Lệ Thủy, chị Mỹ Châu, thì mình nghĩ rằng cái giọng mình thì sẽ không có đẹp tự nhiên như chị Lệ Thủy, chị Mỹ Châu, thì mình phải sáng tạo ra cái đường đi riêng của mình. Thì Thanh Huệ mới tự nghĩ ra những cái luyến lái, được hãng dĩa chấp nhận, và chú Loan Thảo là người ơn thứ ba, là ông giới thiệu mình về đó, thì từ đó mới chấp cánh cho mình. Sau đó thì có những cái vở diễn đi vào lòng khán giả, tới bây giờ là vở Lan Và Điệp, mà cái vở đầu tiên mà Thanh Huệ được thu tuồng. Bởi vì khi mình đã thu bài Ca Lẻ rồi
là bài Yêu Lầm, bài Nhớ Người Yêu, vân vân nhiều lắm. Rồi sau đó Thanh Huệ được cho đóng một cái vai chính là vai Thủy Cúc trong cái vở Đường Gương Nguyên Bá, là lần đầu tiên mới được đóng đầu chính. Rồi sau đó lần lần những cái vai như là Lương Sơn Bá, Trúng Số Độc Đắc, và cái vai mà được khán giả thương tới bây giờ là vai Lan trong vở Lan Hòa Điệp. Chú Điệp, chú hãy cố tỉnh dậy. Thầy tới thăm chú nè. Bạch thầy. Chú cứ nằm đó nghỉ yên đi, đừng cố gượng. Thầy thương chú lắm mà, không sao đâu. Cảm ơn chú, chắc tôi cũng sắp được đời đời yên nghỉ. Bạch thầy, con vẫn biết mình đức ba, nên chung niết bàn thì thâm tầm mù xa, mà đường địa ngục thì thanh thang mở rộng. Xin thầy tha thứ cho kẻ đã nương cửa từ bi mà lòng còn vọng động, phạm giới cấm môn quy, mang điều giọng ngữ. Con không phải là Vũ Khắc Điệp, mà tên thật là Nguyễn Thị Lan. Vì đức đoạn manh tơ lòng tìm vào đây vui mò sớm với chương chiều. Mong lãng quên nỗi khổ sầu của mối tình ly tan, tình đã xa tớ đã dứt từ lâu rồi. Nhưng lửa khuyết đầy mà sầu chưa nguôi, nay biết con không còn sống được bao lâu. Nên đã bao ngày nương nao chú từ bi, tưởng đâu Lan đã dứt được lòng trần, đã quên được nỗi sầu xưa, ngờ đâu chắc tại con sắp giả biệt cuộc đời này, nên tai nghe tiếng nói của ân sư mà cứ ngỡ lời của người xưa vừa
kiếp đến. Con cũng muốn quên lãng tình xưa chôn vùi kỷ niệm, nhưng trời đất như cũng vô tình khiêu lại niềm đau. Ngoài kia trời lất phất giọt mưa, cho con ve nhỏ thức dậy cất tiếng kêu sầu cô. Lá bàng ngoài kia cũng ngập ngừng rơi trong gió, như nỗi buồn xưa chồng chất giữa tim sâu. Mỗi một giọt mưa là một dòng lệ nghẹn ngào, mỗi chiếc lá bàng rơi như con thuyền nhỏ bơi ngược dòng về bến hẹn xa xưa. Bên sông buồn nay chắc vắng bóng đò đưa, vì khách sang sông không bao giờ trở lại. Mái tranh xưa chắc u buồn quạnh què, vì người con gái tên Lan không về nữa bao giờ. Và hàng điệp ven sông im lìm soi đáy nước, chiếc cầu tre gãy nhịp từng chênh vênh. Con đường đất đỏ quanh co những buổi chiều vàng, vắng bóng người con gái quậy gánh hàng trên đường về khi tan trời. Thầy là bậc chân tu mà khi nghe trời chớm sáng thu, còn gửi trong lòng nhiều kỷ niệm. Hôn chi con là kẻ trót mang nhiều khổ lụy, tuy khoác áo nâu sòng mà lòng còn nặng nở thế gian. Câu kể lời kinh không khuây khỏa được chuyện lòng, tiếng mõ hồi chuông thêm gợi buồn gợi nhớ. Xác bướm cành lan đã chôn sâu nơi đáy mộ, sao nỗi sầu xưa còn nguyên vẹn trong lòng. Nay con sắp từ bỏ cõi trần gian, chuyện tình xưa bỗng hiện về nguyên vẹn. Điệp ơi, em đã cắt đứt dây chuông không cho anh gặp mặt, sao tớ lòng không dứt với thời gian. Chúng ta vừa nghe một trích đoạn trong vở Chuyện tình Lan và Điệp, một trong những vai diễn xuất sắc của nghệ sĩ ưu tú Thanh Kim Huệ với vai Lan. Thưa quý vị, nghệ sĩ ưu tú Thanh Kim Huệ có chất giọng kim, làn hơi trong suốt và cao vút, lối hát uyển chuyển, mềm mại, tạo thành một lối ca lạ, hấp dẫn người nghe. Nghệ sĩ ưu tú Thanh Kim Huệ sử dụng nhuần nhuyễn các bài lý, các điệu hò miền Nam vào trong lòng câu vọng cổ và rất được giới trẻ ưa thích. Trong sự nghiệp trải dài nửa thế kỷ thì bà đã để lại gia tài là những vai diễn tạo dấu ấn đặc biệt trong hàng trăm vở diễn. Bà cũng là nữ tác giả cải lương có nhiều vở được dàn dựng ở đoàn hát Kim Trung 2 và đoàn cải lương Sài Gòn 1. Không chỉ thành công trên sân khấu biểu diễn, nghệ sĩ ưu tú Thanh Kim Huệ còn thu thanh nhiều bài ca lẻ cho các hãng băng đĩa, đài truyền hình và Đài Tiếng Nói Việt Nam cũng là nơi đã chắp cánh cho giọng ca của nghệ sĩ ưu tú Thanh Kim Huệ đến với quý khán thính giả khắp mọi miền. Bà chia sẻ. Riêng với cá nhân Thanh Huệ, Thanh Huệ rất là yêu mến Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tại vì suốt quá trình từ sau ngày giải phóng thì Thanh Huệ gắn bó với đài rất là lâu. Có những bài hát mới nào thì các anh lại mời Thanh Huệ hát mà Thanh Huệ rất là thích. Bởi vì thật sự mà nói á, thì những cái bài các anh viết hồi rút rất là hay. Có nhiều bài Thanh Huệ yêu mến lắm, rất thích. Những cái bài đó bây giờ hình như là Thanh Huệ thấy khán giả vẫn còn nhắc nhở và còn yêu thích những cái bài đó. Mà Thanh Huệ thường xuyên là đi miền Tây vẫn là yêu cầu là cái bài Cô Gái Tứ Đậu. Thanh Huệ thấy làm lạ là sau bao nhiêu năm rồi mà cái bài Cô Gái Tứ Đậu đó, thì Thanh Huệ đi đâu mà hễ có anh Thanh Tuấn là hầu hết là người ta đều yêu cầu cái bài này. Thanh Huệ cũng nghĩ rằng là một người bạn đồng hành với Đài Tiếng Nói Việt Nam là gì đã tạo điều kiện để cho Thanh Huệ đem cái tiếng hát của mình
đi vào lòng của quần chúng mỗi ngày mỗi ngày mỗi ngày. Thì Thanh Huệ rất là biết ơn đài, tạo điều kiện cho người ta cứ nhớ mình mãi. Thế chứ có những bài mình lâu lâu cái phát lại những bài cũ thì Thanh Huệ cũng được khán giả nhớ lại mà ta vẫn yêu thích mình. Hơn 50 năm cống hiến cho nghệ thuật với nhiều thăng trầm, nhưng nghệ sĩ ưu tú Thanh Kim Huệ chưa bao giờ thấy nguồn năng lượng với nghề bị vơi đi. Khi bước lên sân khấu, bà vẫn đầy nhiệt huyết và máu lửa. Giờ đây, bà cùng với ông xã là nghệ sĩ ưu tú Thanh Điền vẫn đi biểu diễn ở nhiều sân khấu lớn nhỏ, thỉnh thoảng sáng tác các kịch bản sân khấu cùng chồng. Ngoài giây phút cống hiến cho nghệ thuật, thì nghệ sĩ ưu tú Thanh Kim Huệ dành thời gian tận hưởng niềm vui cùng gia đình, bên chồng và con cháu. Có một sự nghiệp vững vàng trên sân khấu cải lương, có một cuộc sống gia đình đầm ấm, viên mãn. Niềm hạnh phúc đó lúc nào cũng ngập tràn trong ánh mắt của nghệ sĩ ưu tú Thanh Kim Huệ, giúp cho bà tiếp tục thăng hoa với bộ môn nghệ thuật mà bà đã cống hiến suốt cuộc đời. Kết thúc chương trình, chúng ta cùng nghe bài Cô gái tưới đậu, lời của soạn giả Trần Nam Dân do nghệ sĩ ưu tú Thanh Kim Huệ song ca cùng nghệ sĩ nhân dân Thanh Tuấn. Đây là một trong những tiết mục được nhiều quý vị thính giả yêu mến suốt mấy chục năm qua. Anh đâu dám đi ngang về tắc mà không hỏi chủ mai, nhờ bà con điềm chỉ nên anh nhìn kỹ coi phải em không. Cô đôi mắt nhung thâm thấp trung trung mà nhiều chiến công ngang tầm dũng sĩ, giờ nhìn tán mắt em hiền như bóng bưởi đang nở trong vườn. Chỉ hành năm trước cũng tương tựa như em già dạng dĩ bình thường. Này anh ơi, anh ở sông Tiền hay sông Hậu? Dạ Sài Gòn. Xin lỗi, anh thứ mấy à? Dạ thứ ba. Em thứ sáu. Chứ anh ba khen chúng em thiệt hay nói cho vui vậy anh ba? Cô Sáu à, bấy lâu văn kỳ thanh bất kiến kỳ hình, nay thấy mặt anh làm mê liền à. Anh nói thiệt không? Thiệt. Anh mê ai? Đàn bà hay con gái? Tôi mê. Mê ai? Tôi mê đất, mê người, mê những nụ cười và mê điệu hò mái dài của bà má bài. Lỗi anh ba đừng giận nghe, con gái Mỹ Hạnh hay nói thiệt tình vậy đó anh ba. Tôi thì bụng làm sao miệng nói vậy, mà có từ buổi cải chứ xảy qua buổi cà hoài. Anh ba ơi, con gái đàn em thiệt thà như đêm, anh ba gieo làm chi tiên quán cho em. Coi cô Sáu nói chơi có chút xíu à, mà em thì giận em hờn. Anh nói vậy mà không phải vậy em. Chứ sao anh ba? Anh muốn hỏi em sản xuất lương canh luân vụ cây lúa trồng đậu có tốt hay không. Vậy anh nghe em nói nha. Đánh xong mì
tình tình tan. Gái như em đây có tìm kéo tay mà chăm bón, theo diện trời xanh tan tình tan tình tình tan. Anh ba ơi anh đừng khen em quá mà má em bả rầy bả quơ. Gặp anh đây giữa đường giữa ngõ, anh hỏi mà không nói thì sợ anh bảo con nhỏ hay làm le. Còn ở đây nói với anh ba cho hết tình hết nghĩa thì chắc em phải trở vô nấu bữa cơm chiều. Vậy anh ba vô nhà chơi nghe, tưới xong ruộng cô nói vậy tôi e không tiện quá cô Sáu à. Vậy chứ không lẽ em trở vô nhà tiếp chuyện với anh ba cho hết buổi sáng này hay sao? Cô Sáu à, cây có gốc có cành mới xanh ra ngọn, tôi muốn cô để tôi ba cùng với cô cho trọn cây nghĩa mới quen. Trời ơi anh ba, anh nói gì mà em không hiểu hả? Thôi để em đi tưới đầu. Cô Sáu à, thôi thì hỏi một câu cũng làm lâu cô đôi chút, mà hỏi hết chuyện cô sản xuất một lúc cũng xong thôi. Thiệt mà cô Sáu, chút xíu à. Ý, đâu có được, má em bả la chứ. Chuyện em làm ruộng em hiểu. Ở đây nói chuyện với anh ba hoài, cắt đậu cà dưa cuốc chết heo anh ba. Bà con Mỹ Hạnh sẽ chê cười em bỏ qua màu chết khô vì đứng nói chuyện với tay cả buổi. Tuổi trẻ chung em là phải làm cho quê hương này đổi mới, làng xóm yên vui nó ấm mãi muôn đời. Cảm ơn cô Sáu, lời cô là ý, núi sông xanh tươi sắc lá thơm.